Hello Ngọc Ánh. Chào Phước Sửu. Phước Sửu và Ngọc Ánh đang có mặt tại một căn hộ rất là đẹp. Đúng Thảo rồi. Điền Green Ngọc Ánh ha. Đúng rồi, đây được mệnh danh là một trong những cái khu phố của người châu Âu đó Sửu à. Lý do tại sao mà gọi là khu phố của người châu Âu vậy anh? Tại vì Sửu biết sao không, ở cái khu vực này á, những cái khách hàng châu Âu á, người ta rất là thích mua và thuê ở đây. Dạ, yeah, lý do là ở đây thì nó rất là gần những tiện ích không? Đúng rồi, vừa gần trung tâm này, gần trường quốc tế, rất là nhiều các trường quốc tế. Và thứ hai, thứ tiếp theo nữa là ở trong cái khu vực Thảo Điền này gần sông và nó rất là mát mẻ. Yeah. Và hôm nay cái căn hộ mà Phước Sửu và Ngọc Ánh muốn đưa mọi người đi xem thì Ngọc Ánh có thể chi tiết sơ qua về cái căn hộ này được hay không? Được Sửu ha. Ở đây thì mình sẽ là căn hộ Thảo Điền Green. Thì mình sẽ có là tổng số căn là 204 căn. Và trong đó có 4 căn là penthouse và còn lại 200 là căn hộ đó Sửu ha. Mình có 9 cái shop house ở dưới và tất cả cái shop house đã được thuê hết rồi. Yeah, được thuê hết rồi. Rồi. Và căn hộ bàn giao bao lâu rồi và cái chất lượng bàn giao như thế nào vậy Ngọc Ánh? Ừ, thì hiện tại như Sửu đang thấy ở đây đó là cái chất lượng bàn giao thì Sửu thấy những cái thương hiệu như Post này, Hapley này đều là những cái thương hiệu rất là nổi tiếng. Và như Sửu nhìn thấy là máy lạnh âm trần ha, máy rồi. Lạnh và kể cả những cái cục nóng mình để lại được nhìn nó rất là thẩm mỹ. Bây giờ Phước Sửu và Ngọc Ánh đi xem thực tế cái căn hộ này luôn đi. Thì cái tổng diện tích của cái căn hộ này như thế nào Ngọc Ánh có thể chia sẻ? Cái căn hộ này là căn một trong những cái căn 2 phòng ngủ ha. Yeah. Mình sẽ có tất cả là 10 căn trên một sàn. Thì trong đó mình sẽ có 2 căn 1 phòng ngủ, 3 căn 3 phòng ngủ, còn lại là căn 2 phòng ngủ. Có bao nhiêu thang máy trên một sàn đẹp? 5 thang máy lận. Dạ, yeah, quá tuyệt vời. Và bây giờ đây là những cái chất lượng bàn giao cực kỳ hấp dẫn. Và cái vị trí mà Phước Sửu đa và Ngọc Ánh đang đứng là một cái lô da, một cái ban công của đúng phòng rồi. Khách. Và rất là tinh tế, tại cái ban công của phòng khách này thì nó sẽ có cái, ở đây là nơi để cục nóng ánh ha. Đúng rồi, rất là thẩm mỹ. Và nhìn vào đây thì nói chung là có thể giấu được cục nóng. Và ở đây cái chỗ ban công này mình ngồi thì không ảnh hưởng gì đấy. Hoặc là mình phơi những cái rẻ lau nhà hay gì đó để đây nó không có bị nhìn nó mất thẩm mỹ. Chính xác, một cái tầm view khá đẹp. Thì chắc hẳn là cái tầm view này thì Ngọc Ánh đã gọi là biết rồi. Cái tầm view này thì không Ngọc bao giờ bị chắn. Dạ, yeah, đúng rồi. Mình đây là một cái căn hộ mà gọi là cuối cùng một cái khu vực Thảo Điền này mà xây cao tầng. Ở phía bên này á, mình sẽ nhìn trực diện khu vực như các quý vị thấy là trực diện là landmark và khu quận nhất. Yeah. Còn nếu mà phía những cái căn ở phía bên sau mình sẽ là trực diện sông. Ở đây thậm chí cái căn như này mình cũng vẫn có thể nhìn sông sang khúc bên kia một chút ha. Đúng rồi, với cái tòa nhà landmark 81 là tòa nhà cao nhất tại Việt Nam và sánh tầm với lại những tòa nhà cao ở Đông Nam Á. Và bây giờ Phước Sửu và Ngọc Ánh đi chi tiết vào bên trong ha. Đây là phòng khách thì mình có thể trang bị những cái bộ sofa cực kỳ đẹp để nó hợp tông với cái căn nhà. Và theo một cái tông màu của cái bên Thảo Điền Green này là kết hợp với nâu xám, nâu xám nhìn nó rất là sang mà chính nó lại là rất là sạch sẽ. Chính xác ạ. À. Thì anh có thể giới thiệu những cái thiết bị mà chủ đầu tư bàn giao cho khách hàng. Chủ đầu tư sẽ bàn giao cho khách hàng là một cái bếp từ 3 vùng nấu của Bosch ha. Có máy hút mùi của Hapley. Và ngoài ra thì có mấy lò nướng của Bosch nữa ha. Ba Bosch. Cái bồn rửa là của Hapley, tất cả lại đều tới từ những cái thương hiệu rất là nổi tiếng và được chứng nhận rồi ha. Và đây là tủ tủ bếp. Tủ bếp và cái hệ tủ bếp này nó có một cái cách thiết kế rất là đẹp, rất là tinh tế và thường thường tất cả cái sự biết không? Cái này á thường là mọi người hay làm những cái gỗ mà chính thường xác. Á nó sẽ rất là dễ bẩn, cái này giống dạng như gương á, mình lau một cái là sạch liền à. Chính xác, rất là hay. Ở cái chỗ này là thường thường với cái mức độ sử dụng của những cái thiết bị này thì nó được lâu dài lắm anh. Đúng rồi. Còn những gỗ thì nó khoảng bao nhiêu năm vẫn sẽ có cái chế độ ẩm ướt. Ừ. Và một cái điều tinh tế ở cái căn hộ này là có một bếp đảo. Bếp đảo này nếu mà như nhà mà ít người mình có thể làm cái bàn ăn được luôn đó. Chính xác, nó kết hợp rất là tài tình. Đúng rồi. Những cái dự án, những cái căn hộ khác thì với một căn hộ họ ít khi nào dùng bếp đảo với cái diện tích ra 2 phòng ngủ. Nhưng mà đây dùng bếp đảo nhìn cũng rất là sang trọng và đồng thời là nó hòa chung với lại cái không khí của cái căn phòng. À mà thêm nữa Sử biết sao không? Trong một cái layout á, Sử sẽ thấy là những cái bức tường chịu lực rất là ít. Nên là cái mà diện tích sử dụng nó sẽ tăng lên. Có nghĩa là những cái dự án khác có khi phải mất từ cái tim tường về thông thủy mất khoảng 10 mét thì bên này chỉ mất khoảng 30 mét thôi. Nên là cái diện tích sử dụng và thành ra cái giá thành mình được lợi hơn á. À rất là lợi hơn. Thì ở đây cửa ra vào bán hàng và ở đây là chủ đầu tư đã bàn giao một cái khóa vân tay. Đúng rồi, vừa vân tay vừa thẻ vừa bấm số và khóa cơ. Dạ, yeah, quá tuyệt vời. Có cả hệ tủ giày nữa ha. Mình vừa bước vào đây là một cái hệ tủ giày khá đẹp luôn, khá đẹp phải. Ở đây thì nó tích hợp luôn.
Full trần là tích hợp vừa tủ giày và hệ thống điện và nước để đây mình có thể là xử lý những cái vấn đề và nó nhìn rất tinh tế hài hòa không? Rồi bây giờ Phước Sửu và Ngọc Ánh đi vào cái toilet đi. Cái toilet này là một cái toilet sử dụng chung cho phòng khách và phòng ngủ. Thì trước khi có toilet thì mình đi vào một cái ở đây là giặt sấy. Cái khu giặt sấy. Rất là thông minh ha. Ở đây một khu giặt sấy là có sử dụng mình có thể là rửa van nước được luôn và đặt máy giặt ở tại đây. Đúng không? Mình bây giờ hiện tại những các trung cư cao cấp thì ít ai người ta phơi lắm. Anh thấy là như bản thân anh xài, anh cũng sẽ xài máy sấy và máy giặt. Thứ nhất là về tiết kiệm diện tích, thứ hai là mình cũng mất nhiều thời gian. Rồi đó. Thì bây giờ cameraman của mình sẽ quay vào cái khu vực gọi là toilet phòng khách ha. Toilet phòng khách thì được bàn giao khá chỉnh chu luôn mà bánh. Thì tại cái toilet này có một cái gọi là lavabo khá đẹp luôn. Và ở đây nó tích hợp những cửa lên cái vừa kiến mà vừa gọi là hệ tủ luôn không Ánh nha. Cách mở này như thế nào Ánh? Mở tích hợp mình có thể là để những cái trang thiết bị tại nơi đây. Và chỉ cần đóng lại là mình sử dụng gương ha. Rồi những cái trang thiết bị gọi là lavabo bồn cầu với cái thương hiệu là Zeberit ha. Cái mình thậm chí mà cái nắp mà để ống cống ấy, cũng làm tiệp màu nhìn rất là tinh tế luôn đó Sửu ạ. Nhìn đó. Chưa thấy một cái chủ đầu tư nào bàn giao. Đúng rồi, thường là mình chỉ thấy những cái dạng như kiểu là inox thôi đúng không? Thì đây chính làm xác. Cùng màu gạch luôn để chính cho xác. Nó tiệp màu. Và ở đây thấy một cái phối màu rất là nhã. Với một cái tông màu này dành cho người lớn tuổi hoặc trẻ tuổi thì dùng được. Trong phòng toilet và phòng ngủ chính thì mình sẽ có bồn tắm ha. Đúng rồi, có một cái bồn tắm nằm rất là đẹp luôn với một cái thương hiệu rất là chuẩn, được nhập khẩu từ nước ngoài và có một cái hệ gọi là vòi sen và tất cả những thiết bị ở đây là gọi là cao cấp, nhập khẩu và được thiết kế gọi như là rất là đẹp và quy trình khách hàng mà khi mà sử dụng mà mua vào và sử dụng ngay thì không cần phải là về sửa chữa hay là làm cho nó nếu mà khách hàng mà kiểu họ cũng không có nhiều thời gian để đi kho thì bên mình có cả gói bán kèm nội thất luôn đó Sửa. Có cái gói luôn. Đúng rồi, cũng với cái giá thành như vậy nhưng có điều cái chiết khấu nó sẽ khác một chút thôi, còn lại là về cái giá là y chang như vậy luôn. Chỉ cần khách hàng muốn là bên mình sẽ hỗ trợ khách. Chỉ cần là chiếc có ít thì thôi. Đúng rồi. Có thêm một cái gói như gọi là full là chỉ xách vali vào vợ. Thì đây là một cái gọi là phòng ngủ thứ hai. Phòng ngủ này có toilet bên trong. Một cái tầm view cũng chẳng khác gì cái tầm view mà của cái phòng khách. Bởi vì nó trực diện với lại lên mắt cam mốt và đồng thời là nó nhìn về bên kia là một cái dòng sông cực kỳ lớn. Còn dòng sông ở khu vực này là tất cả các căn gần như là không nhìn trực diện thì cũng nhìn thấy một chút về. Nói như Ngọc Ánh đây là một cái dạng như sản phẩm độc bản thời điểm này ấy, Ngọc Ánh. Bởi vì ở đây thì nó gần như là không có bị chắn view, tất cả ở dưới là chỉ là nhà thấp tầng thôi. Anh vừa rồi anh tiếp cũng tương đối khách của các bạn sale tới đây á thì gần như là không có khách nào chê cả. Chỉ có điều là họ có chưa kiểu như có thể cái tài chính họ chưa đủ để mua thôi. Chứ còn chưa thấy một khách hàng nào phản hàm về cái khu vực này. Đúng rồi, thì ở đây thì tất cả trong phòng thì gọi là bàn giao hoàn thiện cơ bản ha. Nhưng đã có là đèn led rồi, mở tủ ra là có đây là tủ quần áo và gọi là một cái hệ tủ mà mấy chị em phụ nữ như mình rất là thích vì nó khá là to. Đúng rồi, nó là ông gọi là phun trần luôn. Và đặc biệt là ở đây nó có đến 3 tầng luôn mà tất cả những cái hộc tủ đều rất là cao. Mình có vẻ vừa treo đồ, mình để những cái vali, đồ đều rất là thuận tiện ha. Rồi, đây chưa nói là ở đây nữa ha. Bên này thì tha hồ luôn. Mà mình có thể treo quần áo để giày dép. Và bây giờ Phước Sửu và Ngọc Ánh cùng vào cái gian phòng ngủ thứ hai đi. Thì với cái gian phòng ngủ thứ hai này á, thì sử dụng chung với toilet của phòng khách. Thì cũng có tầm view cũng chả khác nào. Và với cái diện tích này phòng á, khá là rộng luôn. Rộng luôn. Mặc dù cái phòng ngủ này gọi là phòng ngủ nhỏ, không có toilet nhỏ thôi. Nhưng mà cái diện tích nó cũng gần bằng phòng ngủ kia Ngọc Ánh ạ. Và rất là tuyệt vời ở là kính là full từ trên dưới để cho cái tầm view mình không có bị chặn. Chính xác. Với cái hướng mà ban công view này á, thì Ngọc Ánh biết là cái hướng view là hướng gì không? Cái hướng này sẽ là hơi chết tây một xíu ha. Chính về xác. Hướng quận nhất thì nó sẽ tây, hơi chết tây tây bắc. Tây bắc là một cái hướng gọi là quan chức đó. Những cái người gọi là có địa vị là thường thường họ hay chọn hướng tây bắc các Ngọc Ánh. Và đặc biệt là khi nãy giờ mọi người nhìn xem là tất cả các hướng view nè
từ phòng khách đến hai phòng ngủ đều là một hướng luôn. Chứng tỏ căn hộ này họ thiết kế rất là vuông vức, rất đẹp phải Ngọc Ánh, nó không bị gọi là góc xéo hay là bị chắn góc quất ấy, không, nên nó là gần như là không có góc, không có góc cạnh gì. Đúng rồi, và thậm chí những cái căn khác thì mỗi căn nó sẽ có một cái kiểu thiết kế khác nhau một chút xíu. Đó, những cái căn, có những cái căn nó bo tròn, mà như Sử biết là lát chút xíu là mình sẽ đi coi một cái căn nó diện tích nó bo tròn, nhưng mà để làm cái bo đấy cũng khá là mất tiền đó Sử ạ. Chính xác, bo nhưng mà rất là tinh tế, rất là đẹp rồi. Không? Rồi, một cái căn hộ khá hợp lý, và cái mức giá thời điểm này như thế nào Ngọc Ánh ạ? Với cái giá thời điểm này thì với một căn 2 phòng ngủ nó dao động từ 12 đến 16 tỷ tùy căn. Diện tích khoảng 82 đến 86 mét vuông, 88 mét vuông. Và hình thức bây giờ thanh toán như thế nào? Và có hỗ trợ gì cho khách hàng hay không? Hiện tại đối với phương thức thanh toán chuẩn thì mình sẽ được hỗ trợ 4%, và khách hàng thanh toán nhanh mình sẽ được hỗ trợ 7%. Quá tuyệt vời ha. Với một cái dự án mà như mình đây là về cái pháp lý khá là sạch, và sắp sửa là chủ tư đang làm sổ rồi, bàn giao thì mới nữa, vừa mới bàn giao và nằm một cái khu vực rất là gần trung tâm như thế này. Đúng rồi, Thảo Điền chắc là một nơi gọi là sở hữu, nơi đây là một nơi đầu tư lý tưởng về cho thuê giá rất cao, và nơi an cư lạc nghiệp, bởi vì nơi đây có một không gian sống gọi là một bước chân đầy tiện ích. Rồi, cảm ơn Ngọc Ánh, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở nhiều video sau.